hát theo nha. 1, 2, 3 giây qua khi nhìn em làm cho anh ngờ anh xin được quen. Là poker theo em nên sẽ được thêm. Mình như combo luôn sẽ phải đi kèm. Say hello my baby girl, you can hang me a while. I can reach an eye, baby let me be your nerd. I can reach a team tonight, chỉ chờ để get bound. Sẽ cùng bếp nào mà làm mình mê. Đường về sẽ xa xôi tối màu vàng có cô đơn. Vì chỉ lắng nghe ai mỗi ngày và lời nói yêu thương. Hay là những đêm thâu mỗi ngày còn chẳng hay hơn. Anh chỉ muốn ngày được lặng im nghe em nói qua. Anh mới chỉ là người cần thân lê ai. Em vẫn cho anh còn nhiều lần nghe. Anh sẽ phải đổi lại. Bây giờ mọi người muốn chơi đúng không? Chơi! Mọi người muốn chơi chưa? Muốn chơi chứ mọi người.
Let's go. Bye bye bye, nhưng mình bà có một bài bắn là bang bang, mặc kệ bang bang.
đầm hay may. Có một chàng trai những ngày lang thang sẽ còn ngang trang. Âm nhạc vang vang tích tích tan tan. Nói gang gang nghe ngang ngang pop the champagne. You gotta stick to the plan. Vì như có sống trên thành bang. Có thể cỡ nào cho đi gang. Tất cả một thân là một quen. Baby I'm Coco. Sẽ tên lên nơi tôi một anh là tôi Coco. Chỉ dừng chân người qua đường tôi cũng sẽ Coco. Hẹn gặp lại nghe lời đất thân là thành cây thô. Mà không chắc cây thô. Say Coco. Sẽ tên lên nơi tôi một anh là tôi Coco. Chỉ dừng chân người qua đường tôi cũng sẽ Coco. Hẹn gặp lại nghe lời đất thân là thành cây thô. Mà không chắc cây thô. Đất Coco sẽ chỉ có tình làm thân. Được gọi là thần tượng, một đầu hiệu em đi bên anh không cần ngờ. Nhưng là kinh doanh, anh là doanh nhân. Thay khi trong ngăn, thay khi trong văn. Số tài khoản trải dài hơn 15 cây số. Anh không ngọt ngào sao cứ gọi anh là bố. Thích đâu thích đây nhỏ nhỏ nhỏ. Men vô tính hay nhỏ nhỏ nhỏ. Tiếng đồng đồng, chuyện trong tròn. Màu, con ấy sân tròn. Em cục cù, giờ đây là người từng một anh là tôi anh cục cù. Chỉ dừng chân đi qua đường vui vui xe cục cù. Thay gặp lại ngờ mình định nên là thích thay cô. Mà còn thích thay cô. Xong rồi. Các bạn làm mà Hiếu không còn gì để nói. Bây giờ chắc là tại vì bây giờ cái không khí ở đây nó tuyệt vời quá, mình muốn để lại một cái kỷ niệm gì đó. Ok. Bây giờ mình chia ra ba khu đi. Trước khi chia tay thì mình tặng một món quà kỷ niệm nhé. Bây giờ mình chia ba khu này, bên đây là bên trái nè, ở giữa là bên phải nè. Bây giờ bên nào mà là lớn nhất thì bên đó sẽ được cái này. Ok không ạ? Ok chưa? Bên phải luôn ạ. Là vui vẻ, thật là tuyệt vời nữa không ạ? Cảm ơn sự trình diễn của Lily cùng Lách Nam rất nhiều ạ. Mọi người xin cảm ơn anh ạ. Vậy hả?